mà em sai thì phải biết biết trả lời câu này nè anh. Do you want to build a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I'll never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. Vì em không có tập trung vào cái chuyện mà cần phải làm nãy giờ mà Ngô Kiến Huy với Khổng Tú Quỳnh cứ làm cho em bị phân tâm. Chị xin lỗi Huy và Quỳnh. Trong chậu dép hai cái bây giờ. Thật sự là cái cảm giác mà hai em mang đến cho chị á là chị đang rất là quan ngại vì chị biết hai em yêu nhau rồi sẽ kết hôn. Tạo niềm tin cho em. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Đây là 50 chiếc điện thoại Oppo A9 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có so sánh anh em xin muộn ngay sau vì mỏi tay. Hai gương mặt rất là quen thuộc và được quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến. Hôm nay thì Chibu Kiều Lê sẽ là khách mời, nhưng mà chưa biết bây giờ hai bạn này sẽ về hai đội nào ở đây đây ha. Bắt đầu gì, ăn đồ gì. Ủa thế thắng vào đội nào mà thua vào đội nào? Anh yêu cũng biết nữa hay là cho chủ nhà quyết định đi ạ? Tụi em quyết định trao thân cho anh chị. Bây giờ về, về màu nè, màu đen là về màu đen, đây, màu hồng là về màu hồng. Không là... đừng nói gì nhiều nữa hết. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đừng nói gì nhiều nữa hết. Đi, về với anh. Về với anh. Đi, về với anh. Đi, về với anh. Ê! Ê! Ủa lẹ dữ vậy? Ủa như đâu? Ngày hôm qua là ngày em đi rất xa. Khoan đã, em có phải cho người ta ý kiến chứ, người ta không đồng ý rồi sao? Bây giờ em nói nè. Dạ em đồng ý. Về đây Hưng. Ừ. Về danh bên anh dễ thương lắm, bên anh hay lắm. Wow, hợp quá trời ơi. Thank you. Em ơi, hợp. Ra nhìn clip với cái độ rung của cần cổ. Có không? Có. Nãy thấy luôn hả? Nãy thấy độ rung của cần cổ thì thấy là bạn đang hát thiệt chứ không phải là hát giỡn và biết cách hát. Tôi đoán bạn này là người hát hay. Thành ơi, cái chuyện rung cần cổ dễ lắm Thành ơi. Đâu có gì khó đâu. Nè, tự mình tự rung được nè. Cái đó là anh đang táp. Con ếch rồi á. Ta hát dễ quá mà ta. Trời ơi, nghe nói không? Nhìn anh giống gì? Như con ếch. Ếch trời, có ếch nào mà đẹp được với anh hả em? Em thấy bạn này là khi mà đứng lên đây một cái là nhìn cái thần thái rất là tự tin. Cảm giác như là đã đứng trên sân khấu rất là nhiều rồi. Em à, chương trình đang mời những người tự tin để gạt mình. Cái cô này không có giọng hát hay. Em lại nghĩ là hay á. Hay không? Nếu mà em sai thì phải biết trả lời câu này nè anh. Do you want to build a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I'll never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Đâu phải em đẹp ai cũng trả lời em đâu. Hỏi kinh liếc luôn rồi, liếc luôn. Trong phim là vậy đấy anh. Đỡ nè. Em nghĩ là anh đỡ tay kia hợp lý hơn á. Không, không, giữ tay này là có đổ chuối xuống thì không có té xuống. Mấy em ơi, bây giờ thì góp ý nhanh đi nha, chứ anh đứng dành cũng mỏi luôn đó. Em nghĩ là cậu này hát hay. Hát hay. Chi sao chị? Hỏi chở gì vậy? Thôi bây giờ hai người hai nhà đừng hỏi ý kiến nhau nữa. Tụi em quen vì thói quen bình thường ngoài là hỏi ý kiến. Ý kiến gì là hỏi chị là liền. Không hay rồi đó. Chị không hay hả? Sao vậy? Tại vì khi mà em thấy lúc hát á là cứ dướn cái cổ lên nè, mà thầy giáo có dặn là hát hay là không được dướn cổ. Người ta cũng có kỹ thuật chứ bộ. Tôi thấy cô này không biết hát. Em lại cảm giác là cô này biết hát. Mình không nên là một đội đâu anh ạ. Anh ơi, hay là tụi em tách ra thành một đội được. Hay bây giờ là Kiều với lại Chibu là một đội thứ ba đi. Chắc vậy đó. Sao? Chị thấy sao? Chi với Kiều đang đá mắt cho nhau. Thôi Kiều nói đi. Thôi Chi nói đi. Thôi Kiều nói đi. Thôi cuối cùng tôi mời Giang nói đi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đâu cần nói gì. Con bé nó bị bệnh hả? Hay sao mà nó đi đứng khó khăn vậy? Nó đang bị sang chấn tâm lý. Trời ơi, thương không quá. Giang ơi, cái người sang chấn tâm lý phải là cái con người bên đây. Không, cái thằng bé này biết lâu rồi. Nó trốn ra hoài à. Lâu lâu người ta đưa nó về thôi, chứ con bé này thấy nó đẹp quá mà sợ nó bị bệnh thôi. Không phải em... tại nào giờ bị bệnh lâu rồi mà giấu ở nhà. Đúng rồi. Các bạn có nhớ không, Ngô Kiến Huy đã từng tham gia Giọng Ải Giọng Ai của chúng ta mùa đầu tiên. Thì anh có hỏi là Huy ơi, tại sao cái mùa đầu tiên múa hoài vậy? Em không xuất hiện chung với Quỳnh mà em xuất hiện chung với người khác thì Quỳnh nói dạ em cất cái nhà em giấu kỹ lắm, em đâu dám trưng ra đâu. Em nghĩ biết sao, lúc đó là mới phát bệnh. Vậy hả? Nghĩ là giấu ở nhà 1 năm là có thể là điều trị được, mà không ngờ không được, bó tay rồi. Ừ. Hai đứa nó bệnh nó lây nhau rồi nó tràn ra là một lúc luôn vậy đó. Quỳnh ơi em nói cái gì đi Quỳnh, chứ bây giờ người ta kêu em bệnh quá kìa, phải không em? Dạ. Bị vậy lâu chưa Quỳnh? 1 năm nay em chữa đó. 1 năm nay đó hả? Mà y học hiện đại người ta chưa có thuốc. À em có bị lây không vậy? Không, em bình tĩnh. Hai đứa bằng đồ giống nhau quá tưởng bị lây. Anh nói sao mà bị lây? Nó là dịch bệnh nó lây cho người ta chứ đâu mà. Trời ơi. Thôi bây giờ hãy cho Quỳnh, một cơ hội. Hãy cho Quỳnh một cơ hội. Hãy nói một câu gì đó mà làm khán giả bật cười. Rồi, vô. Nói đi em. Lâu lâu em mới được tham gia game show à. Cho nên là cũng phải cố gắng đu đeo đồ. Chứ em cũng sợ ai ở đây cũng vui hết. Mà em vô mà nó nhạt quá thì kỳ lắm. Đó là điểm nhấn mà. Chương trình cố tình mời em là vì em là điểm nhấn nhạc mà. Vậy luôn hả? Chứ sao? Đừng lo. Khoan, giờ cho xem hỏi cái. Tới khúc mắc cười chưa em? Thôi thương con bé đi. Quá rồi. Thương con bé tội nghiệp quá, dập nó quá tội nghiệp. Mình tập trung cái tự nhiên giờ quên luôn cái khúc mắc cười. Thôi thương con bé tội nghiệp chứ nó đã vô duyên rồi tội nghiệp nó. Trời ơi. Nói giỡn thôi, nghe thương cưng lắm nha cưng nha. Không phải giờ đón Quỳnh về đi thương mà. Em chọn Huy về đội anh. Quỳnh, hãy về đội anh. Em tưởng em là người được chọn chứ. Em cứ về đội anh. Em cũng đã định chọn chứ bộ. Vô chương trình này nè, em và Huy không quyền lựa chọn đâu nha. Về đội anh. Em đang vô duyên đúng không? Anh sẽ làm cái đội vô duyên nó sáng hơn. Em thì như một cái dáng cứng như vậy. Mọi người không cần tạo chiêu như em đâu đâu. Ngại quá. Trời ơi, thằng Huy nó đã suy sụp rồi. Thằng Huy nó gục ngã rồi kìa. Nó bị vậy lâu chưa? Dạ. Cũng lâu mà quen rồi. Cho tôi nghĩ số này được không? Không tin được luôn á thiệt. Thôi Giang ơi, nãy em hào hứng em chào đón người ta về mà. Không, bữa nay em thấy thương Giang ghê, nó tội nghiệp ghê. Thôi bây giờ em không, em không cần làm gì khác, em đừng có cần làm, em bình thường đã là vô duyên rồi. Bây giờ vậy nè, ý em sao về cái ca này? Em nghĩ rằng là bạn số 3 hát hay không hay? Em nghĩ là hay đó anh. Có lý do gì không Quỳnh? Dạ. Trực giác của em. Trực giác, đơn giản thôi. Mình đừng khai thác thêm nữa. Dân ơi, em nói đi Dân. Em phân tích tiếp đi Dân. Không, anh lại nghĩ em xin lỗi nếu như mà nãy giờ cái mặt của em nó kỳ. Vì em không có tập trung vào cái chuyện mà cần phải làm nãy giờ mà Ngô Kiến Huy với Khổng Tú Quỳnh cứ làm cho em bị phân tâm. Chị xin lỗi Huy và Quỳnh. Trong chậu dép hai cái bay rồi. Thật sự là cái cảm giác mà hai em mang đến cho chị á là chị đang rất là quan ngại. Vì chị biết hai em yêu nhau rồi sẽ kết hôn, rồi tụi em sẽ tạo ra một thế hệ tương lai như thế nào, trời ơi, lo xa quá. Đi tiếp. Ví dụ mình là ca sĩ không, tại cái style. Dạ đúng rồi, nó không biết style ha. Đúng rồi, cái style. Xin lỗi em trước, anh nói cái style của Kay Trần là trẻ pop, K-pop đó. Còn style Hương Giang là hoa hậu London đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè, mà có một cái máy quạt công nghiệp á, đang đi nhẹ nhàng, lỡ người ta bấm cái quạt nghiệp đó. Nói vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến để chặt chém mình vậy Giang? Hoa hậu đấu chữ lộn anh. Hôm nay em đến đây ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu rồi em chưa ra bài hát mới. Tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ vậy em cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ Diều ơi. Mặc cái trang phục mà thấy nè, y như diều. Vâng ạ Diều ơi, diều bay cao, diều ơi, diều bay xa, diều ơi, diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, diều đáp đi Diều. Không, bây giờ nghiêm túc lại nè, bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Một hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh ấy lại đeo kính màu đỏ vậy đó. Đấy, tự nhiên lắm. Tự nhiên cái con người hoàn toàn khác. Mình nói gì giờ, ví dụ như Hương Giang bình thường mình nói chuyện thoải mái vui vẻ, tự nhiên giờ cảm giác giống như đang nói chuyện với một quý bà, một bà hoa hậu nữa đó, mình không dám nói. Nó vừa ghẹo bà nói chuyện về trời, bà là hoa hậu đó. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kìa. Về đâu? Con nhỏ nói nè, có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi, đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua, nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em chứ. Đây, về đây bên anh. Anh ơi, nói chung là em không sợ sa thải phiêu diêu, em chỉ cần một lý do thôi. Anh ơi, Kay Trần qua đây đi. Từ nãy giờ anh thấy nó nói được hai câu là nó tỉa sang này, Nhầm rồi. Đừng có để cho người ta được. Không, em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Để anh tạo niềm tin cho em. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Đây là nói chung là mình đồng cảm thôi. Mình đồng cảm thôi. Ơ nhưng có đúng là đúng không? Chết anh Nghĩa. Bạn này á, ngày này nó khoái. Đổi cho em thì mình đồng quan điểm rồi đúng không ạ? Nó cười kìa. Đi nó khoái. Trời ơi em nó khoái. Ủa lại đi em. Sao mà bây giờ có ôm mặt luôn đây. Trời ơi. Anh nói đúng rồi. Chết tôi còn bị khoái. Không em nghĩ là như vậy nè. Thực sự em không có nói là tất cả mọi người. Ủa khoan Giang, em vẫn đang nói về chuyên môn hả? Dạ, để em đang nói về cái này này. Mọi màu cháu nó nhìn quá. Không, em đang nói là thực sự á, nó không phải là tất cả à. Nhưng mà phần lớn màu da nào, sắc tộc nào, giới tính nào thì cũng sẽ... Em đang có lưỡng sử hoa hậu ở Giang. Thì cũng sẽ yêu thích hoa hậu thôi à. Cho nên nếu như các bạn ấy có một cái ánh nhìn gì đấy bày tỏ cái sự hâm mộ thì em nghĩ là nó cũng là sự dễ hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà bạn kia, khi Kay Trần nói, bạn nữ kia thể hiện rõ cái sự bứt phá của mình. Bạn không còn đứng cái Giang cũ nữa, bạn xoay ra như kiểu là một thách thức. Giang, đây là của em. Mỏi, em đứng lâu mỏi đơn giản. Giang em về với bản chất của em rồi đấy. À không. Từ cái đoạn mà xoay ra. Thôi anh ơi, bạn đấy thì theo... Trời ơi, nó lái về chủ đề khác rồi. Anh ơi, bạn đấy chắc chắn là làm nghệ thuật đâu anh. Nó khoái. Nhưng mà anh biết bạn nó làm cái gì trong nghệ thuật không? Thì anh biết rồi, nhưng mà nó khoái. Qua đi, đấy. Cái gì vậy? Cái người số 5 anh hết hồn. Vừa mới quay qua, cái cầm bánh mì đưa lên. Giang, hồi đó thi hoa hậu á, em đậu vậy, em có cầm cái cây giống vậy không? Dạ không, em không có cầm... Không có cây quyền trượng hả? Có cầm cái cây nào không ta? Ở đây có hay đi thi hoa hậu đâu. Cái micro. Ôi sao em nhớ? Ôi, em có theo dõi từ trước rồi. Bây giờ lúc mà phỏng vấn trả lời thì chẳng lẽ không cầm micro đúng không? Không, kiểu đeo cái này giống anh sao? Không bao giờ hoa hậu mà đeo này sao người ta phỏng vấn. Hôm nay em nghĩ em trai cái vấn đề là ở đây không ai trả lời ngoài em hết trơn. Thì vả dữ vậy đó hả? Thì em nhìn thẳng đi. Thì em nghĩ đúng mà. Thì bây giờ chẳng lẽ giờ hoa hậu lên hôm nay em thấy sao về đại dương của chúng ta, cũng để này thì phải đưa mic ra thì nói chuyện thì nó mất lên mới lịch sự thì nó khoái. Mình tạm gác chuyện tình cảm cá nhân lại ở đây.